Sợ nhà làm nè. Wow, răng trong má của em này. Tiếp theo mình sẽ gắn hàm răng vào loa. Đó, mình sẽ sơn cái loa này cho màu sắc sặc sỡ cho đẹp nha. Để bọn em chơi cho tụi em ơi. Nhìn diện trên cánh đường chính được. À quên, mình sẽ vẽ khu rừng để cho cái bộ áo này thì đáng sợ nhá. Nope.